sợ tình này. Anh ơi, lên của em à? Ngày anh đi đâu vậy? Ú dồ ông, cái đầu xanh đó luôn. Thôi kệ, tôi đi mít cũng được mà. Ok và hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình nè. Và đến hẹn lại lên ngày hôm nay, mình với anh em sẽ cùng trải nghiệm vị tướng Enzo rồi nhá. Đậu xanh Florentino đi mít các bạn, tóc biến lên đánh thường nè. Và một mạng đầu tiên dành cho anh Enzo rồi nhá các bạn. Thì hôm nay thì do là cái vị tướng này mình chưa có lên được bậc B anh em ạ. Chưa có lên được bậc B cho nên buộc phải đánh thường. Anh em thông cảm cho mình nhá. Thay vì đó chúng ta cũng sẽ trải nghiệm cái cảm giác mới khi cầm vị tướng mới này nha. Đó chính là vị tướng Enzo nè. Móc được vị tướng hai giây tay rồi, tiếp tục là dùng chiêu một kéo về và chiêu hai hất về làm sao nè. Nhưng hai giây tay có chạy được hay không đây? Lớp giáp ảo vẫn còn khá dày nhưng không thể nào chạy được đối với đòn đánh thường của Enzo rồi. Tại sao mình nói rằng vị tướng này là vị tướng mới? Đơn giản thôi, nó mới với tôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi chạm vào vị tướng này đó anh em à. Tôi định làm clip này trên bậc hạng cung ranh, đó chính là kim cương 1 nhá. Nhưng mà do là tôi chưa bao giờ chơi vị tướng này cho nên bắt buộc rằng tôi phải đánh thường vài trận đã. Móc được vị tướng Valentino, tiếp tục là hất vào trụ này. Và bạn chạy đằng trời bạn ơi. Enzo là một trong những vị tướng cận chiến mà lại đánh xa, với cái tầm đánh mắt xa. Phải nói là so với các vị tướng cận chiến thì con này có tầm đánh là xa nhất. Thì nó sở hữu cho mình một cái bộ kỹ năng vô cùng cơ động, đến từ nội tại, đến từ chiêu 1, chiêu 2 và lẫn cả chiêu cuối nhé. Về cái vấn đề bộ skill của tướng lịch, từ từ để mình đập cái thằng Valentino rồi. Cái đạn này thì hái hoa nhặt bông này, tiếp tục là chiêu 2 này, lướt chiêu cuối né sát thương này, tiếp tục là đánh thường này, đánh thường rất đau. Và liệu Valentino lại phải bỏ mạng nữa rồi anh em ơi? Và truyền thuyết dành cho vị tướng Enzo nhá. Ồ, ăn cái gì đó bạn? Trời ơi, ít máu vậy. Ủ dầu này thì support này, support mà đi ăn bùa đỏ, what the hell. Hai giây tay ơi, sắp mặt đi bạn ơi. Ok, và team mình đang được hai giây tay rồi. Thì do là mình mới chơi vị tướng này cho nên là nếu như có cái gì sai sót trong cái quá trình mà mình chia sẻ cho anh em về cái bộ skill của này thì mong anh em thông cảm cho mình nha. Tiếp tục là lấy sai và quăng hất tung được vị tướng hai giây tay. Tiếp tục là tống biến outplay hai vị tướng team bạn, nhưng có outplay được hay không đây? Có liền rồi anh em ơi. Valentino này, này thì Valentino nè. Ôi trời ơi, công nhận tôi trâu chó thiệt anh em ạ. Mặc dù cái liềm nó đã bị giảm sức mạnh rồi nhưng mà tôi vẫn cứ thích dùng nha. Tại vì cái liềm nó sẽ giúp cho chúng ta có thể quằn quại được. Còn cái quả cầu băng xương á, khi chúng ta dùng mà chúng ta lại phải bất động nữa, cho nên là nó bất lợi chỗ đó. Và mình thì lại thích cái liềm hơn là cái quả cầu băng xương nhá. Cái này là cảm quan của mình thôi, còn anh em sao thì mình không biết nha. Chứ mình không đánh giá rằng là liềm là ok nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bộ skill của vị tướng Enzo này. Thì đầu tiên là nội tại. Cái nội tại của vị tướng này rất đơn giản thôi anh em à. Khi mà anh em hạ gục được tướng địch thì anh em sẽ được tăng tốc độ chạy và tăng tốc độ đánh, tăng tốc độ đánh trong vòng 7 giây nhá. Rồi, về cái skill 1 thì khi anh em lướt skill 1, anh em sẽ được cộng công vật lý trong vòng 4 giây. Và đồng thời khi mà anh em dùng chiêu 2 trúng tướng địch mà anh em lướt chiêu 1 thì tướng địch nó sẽ bị kéo về anh em một đoạn ngắn nhá. Còn chiêu 2 thì đây là một trong những cái chiêu vô cùng quan trọng đối với vị tướng Enzo. Bởi vì nếu như anh em dùng chiêu 2 không trúng thì anh em sẽ không bao giờ dùng được chiêu cuối đâu. Tiếp tục là kéo được vị tướng Enzo nè. Dùng chiêu 2 nè, hất tung nè, nhưng Valentino choáng quá đau. Và liệu bạn này có chết với mình hay không đây? Ui trời, quăng bom còn hụt đó bạn ơi. Thôi đi Mỹ đi bạn. Đây 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 rồi. Anh Van Heo làm gì đó anh? Ăn cái gì đó? Ai cho anh ăn hả? Tiếp tục là chiêu 2 hất tung lên, chiêu cuối né sát thương, đánh thường 1k2 đam và quá đau. Thần thánh dành cho vị tướng Enzo nha. Ơi, không biết là trong trận đấu này có thể làm cái thử thách ăn mạng vượt thời gian không đó chứ hả? Chứ tôi nghĩ rằng là cái thử thách này chắc không được rồi anh em à. Tại vì cái thử thách ăn mạng vượt thời gian á nó quá sức đối với tôi. Có gì nếu như bữa nào mà rảnh rảnh quẩn quẩn á thì tôi sẽ cố gắng làm clip đó cho anh em xem nhé. Ồ, Valentino định làm gì đấy? Cân hai chăng nhưng nó dính nguyên một bộ combo của Omen. Ồ lộn. Ồ đúng rồi, cái gì? Moren. Và có vẻ như rằng là bạn Valentino cũng sẽ bị sắp mặt rồi. Có vẻ như rằng chất tướng mạnh nhưng người chơi lại không có kỹ năng cao cho nên là chất tướng yếu chăng? Móc chúng lính à. Đậu xanh thiệt. Rồi. Còn cái chiêu 2 của vị tướng Enzo là như vậy. Khi mà anh em dùng chiêu 2 thì anh em bắt buộc phải móc được tướng địch nhé. Khi
Khi mà anh em móc được tướng địch rồi, nếu thì vì anh em móc được tướng địch cho nên là nó sẽ xuất hiện được hai cái vòng tròn. Thì cái vòng tròn bự chèo bá bên ngoài á, đó chính là cái vòng tròn cái tầm đánh của anh em nhé, cái phạm vi tầm đánh của anh em. Còn cái vòng tròn nhỏ bên trong, nếu như tướng địch chạm vào cái viền vòng tròn nhỏ bên trong hay nằm trong cái viền vòng tròn nhỏ bên trong thì anh em sẽ hất tung tướng địch ra đằng sau lưng mình nhé. Còn chiêu cuối thì đơn giản thôi anh em à. Khi mà anh em dùng chiêu 2, anh em sẽ được dùng chiêu cuối. Thì khi anh em kích hoạt chiêu cuối thì anh em sẽ lướt trên cái đoạn dây chiêu 2 tới chỗ tướng địch và đồng thời rằng là sẽ được miễn nhiễm sát thương nhé. Đó. Và đó chính là chiêu cuối. Còn về cái bản ngọc cho vị tướng Enzo này thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên, do là vị tướng này là vị tướng sát thủ mà đặc điểm của nó là chí mạng càng cao thì chém càng thốn. Vì thế mình sẽ lên ngọc chí mạng cho vị tướng Enzo nhé. Đầu tiên là mình sẽ dùng ngọc như sau. Ngọc đỏ mình dùng 10 viên tốc đánh tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím mình dùng tốc đánh tốc chạy và ngọc lục mình dùng công vật lý xuyên giáp nhé. Sẽ có nhiều bạn hỏi mình rằng tại sao chúng ta không dùng bản ngọc ngộ không? Thì bản ngọc ngộ không không thể nào mà tối ưu hóa sức mạnh được cho vị tướng Enzo. Bởi vì vị tướng Enzo này vừa cần tốc đánh mà vừa cần chí mạng nữa, cho nên mình nghĩ bản ngọc này là bản ngọc tối ưu hóa cho vị tướng Enzo nha. Nếu như anh em đã có được tỷ lệ chí mạng ở ngọc đỏ rồi, anh em lên thêm đồ chí mạng nữa thì nó rất là thốn anh em ạ. Cho nên chúng ta mình nghĩ là không cần quá nhiều chí mạng đâu. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu này. Ồ, Valentino định làm gì? Định cân hai chắn không được đâu bạn ơi. Khi mình móc trúng chiêu 2, tiếp tục là giật chiêu 2 lần nữa, hất tung ngược về và thần thánh dành cho vị tướng Enzo nhé. Ồ, ở trên kia có một pha giao tranh không hề nhẹ và liệu ăn Enzo này lên vét được bao nhiêu mạng đây chứ hả? Cái đầu hùn xanh còn Alice đi ăn bù đỏ à. Tôi chưa thấy ông sụp bọt nào mà lầy như ông này vậy đó. Tiếp tục là chiêu 2 hất tung này, chiêu cuối né sát thương và đồng thời là tăng sát thương nè. Đánh thường liên tục rất đau và có lẽ như là Alice sẽ không thể nào chạy được bởi vì tầm đánh của mình là quá xa. Tiếp tục là vị tướng 2 giây tây hắt não dùng chiêu 2 hất tung về và double kill dành cho Enzo nhé. Ồ, tóc biến luôn, muốn ăn được triple kill chăng? Liệu có ăn được triple kill hay không đây? Chắc chắn là ăn được triple kill rồi, nhưng liệu có ăn được water kill hay không đây? Khi Valentino combo quá chuẩn và mình đã bị sóc thanh thương chết rồi anh em ạ. Nhưng không sao, bởi vì mình đã có chuyển sinh. Anh em có chuyển sinh thì anh em cứ hộ báo thôi, nhưng mà chỉ hộ báo đúng một lần thôi nhá. Còn lần còn lại thì anh em nhớ để dành phòng trường hợp cấp bách ra. Ok. Anduin khá trâu, lớp giáp ảo khá nhiều. Và với lại hiện tại mình cũng chưa có một cái lượng đồ nhất định nữa, cho nên là mình nghĩ là mình chỉ cà khệ Anduin thôi anh em ạ. Hất vô trụ rồi bạn ơi. Tiếp tục là dùng chiêu cuối nè, né sát thương và đồng thời là tăng sát thương cho chính bản thân mình. Và có vẻ như là Anduin cũng sẽ phải nằm xuống đây thôi. Trả lại cái bù xanh đi anh ơi. Em thấy nãy giờ anh cầm cái bùa xanh là em thấy là hơi ngứa mắt rồi đó anh à. Về cái cách chơi của vị tướng Enzo này á thì nó cũng rất là đơn giản thôi anh em ạ. Đầu tiên cái cách combo là như sau. Anh em dùng chiêu 2 tiếp tục hất tung đối thủ ngược về và dùng chiêu cuối lướt lên. Tiếp tục là dùng chiêu 1 để kéo đối thủ về, khống chế hoặc là truy sát đối thủ nhé. Anh em có thể dùng chiêu 2 của vị tướng Enzo này bỏ chạy rất tốt nếu như xung quanh có lính. Khi anh em bị truy đuổi, anh em có thể dùng chiêu 2 móc vào lính và anh em kích hoạt chiêu cuối lướt theo cái dây thì anh em sẽ chạy thoát được nhé. Đây cũng là một trong những cái cách điếm nhất của vị tướng Enzo này nha, mà mình chơi mình có thể phát hiện ra được. Tiếp tục là chiêu 2 hất tung về bảo kê vị tướng Morin. Và liệu Arduin có chạy được hay không đây, khi tầm đánh của mình là quá xa nhưng đậu xanh Morin nó ăn luôn mạng của mình à. Tại sao không cho tôi cái double kill để cho đẹp clip nha. Nhưng mà thôi, đó cũng là đồng đội của mình mà. Tiếp tục là móc trúng vị tướng Vanel rồi, hất tung ngược về và đam lên rất nhiều. Đó anh em thấy cái vàng vàng không? Đây chính là cái nội tại của Enzo đó. Anh em có thấy cái trắng trắng dưới chân Enzo mà cảm giác như là lướt như gió không? Đó, đó chính là cái khả năng tăng tốc chạy và tăng tốc độ đánh của vị tướng Enzo khi mà giết được một mạng nào đó. Và cái vị tướng này cũng có khả năng ăn mạng liên tiếp một cách thần thánh giống như vị tướng Butterfly, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn Butterfly nha. Tiếp tục là móc chiêu 2 trúng và hất tung ngược về, tiếp tục là chấm dứt dành cho vị tướng Enzo. Cái đầu xanh tôi nói thiệt chứ mấy ông, chứ nếu như mà dùng chiêu 2 mà liên tục auto trúng hay là hách não được bằng chiêu 2 thì tôi nói thiệt, vị tướng Enzo này là vị tướng đi rừng hay đi land nó rất bá nhá. Tiếp tục là tóc biến qua khô máu vị tướng Alice, mặc dù Alice rất trâu nhưng tôi không thành vấn đề bởi vì tôi đang rất xanh. 21 mạng dành cho vị tướng Enzo đến từ vị trí của Hero Max. Chơi đánh thường mà đã bá vậy rồi thì đánh này thì sao nha. Tiếp tục là móc trúng vị tướng Valentino và đam quá cao, chết sắc mặt luôn à. Tiếp tục là Vanel và double kill nữa dành cho vị tướng Enzo rồi. Liệu anh Enzo có ăn được Arduin trong pha này hay không đây? Nhưng tôi nghĩ chắc là không đâu bởi vì anh ấy quá trâu. Trâu mà đập lâu cũng chết thôi. Tiếp tục là khô máu nè, tao khô máu với mày luôn nè, hất tung nè, chiêu cuối nè bạn ơi, và thần thánh dành cho vị tướng Enzo rồi. 24 mạng rồi, liệu trận này có được 30 mạng hay không đây? Đây sẽ là mục tiêu mà tôi đặt ra trong trận đấu này nha.
Mình nghĩ rằng là anh em cũng có thể nên bu một chút ngọt hút máu cho vị tướng Enzo này. Nhưng mà từ từ để tôi qua tôi hỗ trợ đồng đội tôi cái đã. Đậu xanh mày nè, nay thì dùng chiêu cuối khống chế team mình này. Tiếp tục là băng trụ nè bạn ơi. Nhưng mà thôi tôi nên lướt ra dùng chiêu 2 hất tung và đậu xanh nó luôn à. Ông Zephyr ông nhảy trúng 2 luôn. Ú dồ ôi. Chơi vậy ai chơi bạn, cho nhau một mạng chứ ha. Và đó mà không có tôi có máu thì làm sao mà ông ăn được à. Cái gì đó Arwen, ông làm gì đó. Tiếp tục là chiêu 2 hất tung mà chiêu cuối nè bạn ơi. Cho bạn ăn một combo nè, để coi coi bạn trâu hay mình trâu nha. Và có vẻ như trận đấu cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Nếu như anh em thấy hay thì hãy like, share và subscribe để cho channel của mình ngày một phát triển có triển nè. Cảm ơn các bạn má nhiều nha. Bye bye.